Du lịch nước ngoài được du khách Việt Nam tìm kiếm rất nhiều trong năm vừa qua. Và theo công bố top 10 điểm du lịch nổi bật nhất năm 2023 do Google công bố, thì cả ba vị trí dẫn đầu đều là các điểm đến quốc tế. Còn du lịch Hà Giang và Cần Thơ lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm theo danh sách này. Năm nay khách du lịch Việt Nam thể hiện xu hướng tìm kiếm các địa điểm quốc tế đã quen thuộc với chặng bay ngắn như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Bali, Singapore, Malaysia. Các tìm kiếm về điểm du lịch trong nước dẫn chiếm một nửa trong top 10 điểm du lịch có xu hướng tìm kiếm nổi bật, gồm du lịch Hà Giang, du lịch Cần Thơ, du lịch Phú Quốc, du lịch Cồn Phụng, cho thấy du khách Việt có xu hướng du lịch gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. À, trong đó, thì thành phố Cần Thơ thu hút sự chú ý của du khách từ mọi miền đất nước bởi cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp với hệ thống các kênh rạch, đồng bằng sông nước mênh mông. Du khách có thể tham gia các tour thuyền, khám phá chợ nổi cá răng, các điểm du lịch sinh thái để tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên.